Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến của Việt Face TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình hội luận đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng tôi có mời được cựu dân biểu tiểu bang California, luật sư Trần Thái Văn. Ngày hôm nay thì luật sư Trần Thái Văn sẽ trình bày cho chúng ta các chi tiết liên quan đến tin tức mà chúng tôi đã nêu trong vài ngày trước đây. Đó là bản tin liên quan đến việc một cá nhân đã đứng ra để kiện hội đồng thành phố Westminster từng cá nhân qua kết quả bầu cử bãi nhiệm diễn ra vào ngày 7 tháng 4 trước đây. Bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị cùng bắt đầu bước vào và theo dõi chương trình. Xin kính chào luật sư Trần Thái Văn ạ. Xin kính chào anh Dũng và xin kính chào toàn thể quý vị và các khán giả của Việt Face TV. Dạ vâng, thưa luật sư, tất cả mọi người đều theo dõi tin tức đều biết rằng trong những ngày vừa qua, từ sau khi kết quả chính thức của cuộc bầu cử bãi nhiệm diễn ra vào ngày 7 tháng 4 vừa rồi đó, thì bên phía ủng hộ bãi nhiệm họ đã yêu cầu một cuộc kiểm phiếu lại. Tính cho đến hôm nay đó thì thưa luật sư, những cái kết quả về cái việc kiểm phiếu lại này như thế nào ạ? Dạ, rất cảm ơn anh Dũng và kính thưa quý vị thính giả. Chúng tôi cũng xin phép mở ngoặc là chúng tôi cũng là luật sư đại diện cho thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là nghị viên Charlie Chí Nguyễn trong cái cuộc chống bãi nhiệm vừa qua. Bởi vậy nên chúng tôi muốn trình bày rất là rõ để mà nói thêm nữa là trong vòng hơn 3 tuần vừa qua, như quý vị cũng biết, sau ngày mà bầu cử bãi nhiệm vào ngày 7 tháng 4 đã thất bại và phía ba vị dân cử người Mỹ gốc Việt, các vị dân cử quốc gia của chúng ta đã đắc cử lại cũng như là thắng một cách rất là vẻ vang với cái tỷ lệ như hầu như là 60-40%. Thì phía thất bại, thưa quý vị, họ yêu cầu để đếm phiếu lại cũng như là kiểm chứng những cái lá phiếu lại, dù rằng cái số phiếu thua từ 2.500 lên đến hơn 3.000 số phiếu. Bởi vậy nên đây là một cái phải nói rằng theo cái truyền thống bầu cử cũng như là đếm phiếu đó rất là vô lý, nhưng mà đó là cái quyền của họ, tại vì nếu mà họ muốn làm như vậy luật pháp cho họ, nhưng mà họ phải đài thọ cũng như là bỏ tiền ra, tiền túi ra nếu mà họ muốn đếm phiếu lại và mướn khác và nhân viên và viên chức của văn phòng nhân dân bầu cử của quận Cam làm cái thủ tục này. Thì trong vòng hơn 3 tuần qua, thưa quý vị, chúng tôi cũng có mặt cùng với một số luật sư có mặt ở dưới văn phòng nhân dân bầu cử tại Santa Ana, và có thể nói rằng là không có một cái sự thay đổi hoặc là suy sút gì về những cái lá phiếu và những cái bị thư hoặc là và một vài cái lá phiếu có thể nói là bị loại ra mà thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng trong hơn 3 tuần vừa qua mà phía thất bại họ đã vạch lông tìm vết và họ đã kiểm duyệt rất là kỹ từng lá phiếu một cũng như là từng bì thư một đó, và những cái khiếu nại của họ được đem ra cùng với văn phòng ghi danh bầu cử. Thì ông giám đốc của văn phòng ghi danh bầu cử, ông Neil Kelly, cũng đã bác bỏ hầu hết tất cả những cái khiếu nại đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng dù rằng họ đếm phiếu tới cuối tuần này và họ dự định họ vẫn còn tiếp tục đếm phiếu cũng như là kiểm duyệt những cái bì thư, thì sẽ không có một cái sự thay đổi nào hết, thưa anh Dũng và thưa quý vị. Tại vì như quý vị cũng biết đó là trong cái thời buổi này, nếu mà có xích soát một vài chục phiếu á, thì còn có những cái lý do chính đáng để mà yêu cầu văn phòng nhân dân bầu cử đếm lại hoặc là kiểm chứng lại. Nhưng mà đây, trong cái trường hợp này, cái sự xích soát đó nó lên tới hơn 3.000 lá phiếu, thì chúng tôi nghĩ rằng không có cái máy computer nào trong cái thời buổi này nó làm như vậy. Và họ làm việc rất là kỹ, văn phòng nhân dân bầu cử họ làm việc rất là kỹ và họ có những cái thủ tục kiểm chứng để mà make sure là để bảo an cái an ninh cũng như là cái cách thức đếm phiếu của họ trong nhiều năm vừa qua. Thưa anh, chúng ta có thể đưa ra một cái dự đoán là đến khi nào thì cái cuộc kiểm phiếu này sẽ chấm dứt không, thưa luật sư? Dạ, cái cuộc điểm phiếu này đó, chúng tôi nghĩ rằng nó đã chuyển qua cái phần mà kiện ra tòa, và vào tuần này theo chúng tôi biết đó là cũng đã có một cử tri và một ứng cử viên thất bại trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, trong thành phố Westminster,
cũng đã hợp tác với các luật sư của phía thất bại với cái sự bảo trợ cũng như là điều khiển của một vị tài phiệt ngoài thành phố Westminster để làm cái việc này. Bởi vậy nên song song với cái việc kiểm phiếu thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ xong vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới là trễ lắm. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đó là họ đang chuẩn bị và họ đã nộp một cái đơn kiện, dù rằng nó sẽ một cái về phương diện pháp lý, đây là một cái đơn kiện rất là tuyệt vọng. Nhưng mà chúng tôi không hiểu tại sao mà họ lại muốn kéo dài hoặc là muốn quấy nhiễu, nếu mà không muốn nói là quấy nhiễu các viên chức trong thành phố Westminster cũng như là các cư dân và cử tri trong thành phố Westminster trong nhiều cái khía cạnh về vấn đề tài chính, thời gian, tài lực của thành phố và nhất là trong cái thời điểm Covid-19 như vậy, thưa anh. Dạ vâng, tất nhiên là trong vòng gần 3 tuần vừa qua đó thì qua những cái kết quả sơ khởi thì chưa tìm ra một cái bằng chứng nào. Vậy thì cái đơn kiện này nó dựa trên bằng chứng nào để có thể đưa đi kiện? Thường thường chúng ta cũng biết những cái cơ bản nhất đối với một cái vụ kiện đó là khi một văn phòng luật sư họ chấp nhận cái đơn kiện này của một cá nhân nào đó để đứng ra binh vực cho cá nhân đó là phía nguyên đơn đó, thì ít ra luật sư đó cũng phải tìm được một số các cái bằng chứng nào đáng kể và văn phòng luật sư đó phải thấy được là nó có thể kiện được cái người bị cáo thì họ mới nhận được cái đơn này. Thế thì tại sao trong trường hợp này họ lại nhận được khi mà không tìm được bất cứ bằng chứng nào? Dạ, anh Dũng hỏi một cái câu hỏi rất là hay và rất là đích thực. Thứ nhất đó là trong cái cuộc kiểm phiếu trong 2 tuần vừa qua, hơn 3 tuần vừa qua đó, thì chúng tôi biết có 2 cái tổ hợp luật sư mà chuyên về vấn đề bầu cử, luật bầu cử của tiểu bang California, một tổ hợp ở trên Sacramento và một tổ hợp ở dưới Los Angeles. Thì các luật sư ở dưới Los Angeles họ được một cái vị tài phiệt này mướn để mà làm cái công việc này sau khi mà đã thất bại trong cái cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Thì trong cái đơn kiện mà được nộp tuần này đó, thưa anh Dũng và thưa quý vị, cả hai tổ hợp luật sư của người Mỹ đó trên Sacramento cũng như là ở dưới Los Angeles, họ không có đứng tên ra đại diện cái người kiện này, mà cái người nguyên cáo đó lại là một ứng cử viên có tên là Khải Đào, đã thất bại trong cái cuộc bầu cử bãi nhiệm vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Và anh Khải Đào anh đứng với tư cách là cá nhân, không có luật sư, cá nhân tự biện hộ cũng như là nguyên cáo chính trong cái đơn kiện này, dù rằng chúng tôi biết đó, rất là rõ là cái đơn kiện này đó được viết bởi một luật sư, một tổ hợp luật sư, nhưng mà họ không dám đứng tên vì lý do là có nhiều lý do tại sao mà họ không muốn đứng tên. Theo chúng tôi nghĩ thì anh Khải Đào anh đã đứng tên với tư cách là cá nhân để mà thứ nhất trong cái nội dung của cái đơn kiện đó là kiện 3 vị dân cử, đó là thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly Hồ và nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, kiện luôn cô thư ký của thành phố là Christine Corden là thành phố Westminster, kiện luôn 3 cái ủy ban tranh cử của 3 vị dân cử người Mỹ gốc Việt, kiện luôn ông giám đốc của văn phòng ghi danh bầu cử, đó là ông Neil Kelly, và cũng kiện luôn một cái tổ chức chính trị khác có liên hệ đến cái cuộc bầu cử này. Tuy nhiên chúng tôi có đọc qua cái đơn kiện này, nó chỉ vỏn vẹn có 8-9 trang mà thôi, thì nó không có đem ra những cái bằng chứng gì hết ngoài những cái lời cáo buộc. Thứ nhất là ông Khải Đào nói rằng qua cái đơn này khi ông ký tên đó là rằng đó là có cái sự gian lận, có cái sự gian lận để mà ngăn chặn cái quyền tự do đi bầu của cư dân và người dân. Đó là cái lời cáo buộc thứ nhất. Lời cáo buộc thứ nhì nữa đó là ông nói rằng vì cái sự gian lận này mà phía đắc cử phía thắng đó 3 vị dân cử đã được tại nhiệm chức lại nên không có gì thay đổi. Và thứ ba nữa là có cái sự đếm phiếu hoặc là có cái sự mà thủ tục đếm phiếu và chế tài hoặc là giám sát
những cái lá phiếu và bì thư đó thì nó lại không đúng thủ tục, bởi vậy nên có cái sự gian lận, và cái sự gian lận này nó xảy đến cái sự đếm phiếu sai và có cái kết quả sai. Thì ông Khải Đào thứ nhất cũng đòi ba vấn đề, yêu cầu tòa làm ba vấn đề, ba việc. Thứ nhất đó là chức phế ông hay là bà vị chánh án chức phế ba vị dân cử đã được đắc cử lại vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Nếu mà không làm được cái việc đó đó thì thứ nhì là phải xóa bài làm lại hết, là cần phải có ấn định vô hiệu hóa cái cuộc bầu cử bãi nhiệm ngày 7 tháng 4 để mà có một ấn định một cái ngày bầu cử mới. Và thứ ba nữa là cũng xin tiền chi phí tòa án. Đó là những cái thủ tục rất là thông thường khi mà có những cái đơn kiện cũng như là những cái đơn trả lời của những cái đơn kiện mà chúng tôi thấy rất là phi lý. Thứ nhất là trong hơn 3 tuần vừa qua, cái phía thất bại họ đã không tìm ra đầy đủ một cái bằng chứng nào hoặc là một cái nỗ lực quy mô nào nói về cái việc liên hệ đến cái vấn đề gian lận, mà chúng tôi biết cái việc này là không có rồi, nhưng mà họ rêu rao trên các đài truyền hình radio hoặc là social media, là trên các mạng đó, một cách rất là vô trách nhiệm, thưa anh Anh Dũng, mà nó gây rất nhiều cái sự hoang mang cho các cử tri và người dân trong thành phố Westminster. Bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng cái đơn kiện này đó nó không có cái giá trị, thì chúng ta để cho tòa án họ sẽ xử và họ sẽ bác bỏ một cách tương đối là nhanh chóng, thưa anh. Theo ý kiến của luật sư đó, thì luật sư thấy là có bất cứ một khả năng có thể tạo được cái sự bất ngờ là phía tòa án có thể thụ lý cái vụ án này không, thưa luật sư? Thụ án cái thụ lý cái vụ kiện, vâng. Tòa thì chắc chắn họ sẽ phải thụ án, tại vì khi mà có cái đơn kiện thì họ phải nghe, tại vì các người dân trên nguyên tắc và dưới hiến pháp Hoa Kỳ đều có một cái cơ hội để mà trình bày những cái sự khiếu nại của mình trước tòa án. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng không phải là cái quyền mình có kiện hay không, nhưng mà cái đơn kiện hoặc là cái nội dung của cái đơn kiện mình nó có hợp lý hay không, do đàng hoàng pháp lý cũng như là sự kiện hay không, thì chúng tôi có thể trả lời một cách rất là dứt khoát, thưa quý vị, rằng đó là cái đơn kiện này hoàn toàn nó không có cái lý do chính đáng. Mà ngược lại nữa, trong cái thời buổi mậu dịch như vậy, như quý vị cũng thấy đó, về phương diện một cư dân cũng như là một cử tri tại tiểu bang California và nhất là ngay tại quận Cam, chứ đừng nói đến Westminster, thành phố Westminster đã phải tốn hơn 500.000 Mỹ Kim rồi để mà tổ chức, buộc bị tổ chức một cái cuộc bầu cử bãi nhiệm như vậy một cách rất là bất chính và vô lý. Đã tốn cái tiền của người dân, đây là cái tiền thuế của các cử tri và cư dân đã đóng vào, rồi còn phải tốn thêm tiền chi phí luật sư cũng như là các nhân viên trải qua cái vấn đề recount nữa, là cái vấn đề đếm phiếu lại, mà phía bên thất bại họ ngoan cố, họ vẫn muốn thúc đẩy cái chuyện đó. Rồi bây giờ và thành phố Westminster lại bị buộc vào cái thế phải trả tiền luật sư phí và tòa án phí về cái vụ kiện mà rất là vô lý và vu vơ như vậy, thưa anh. Bởi vậy nên cái vấn đề mà chúng tôi xin phép đặt ra cũng như là xin chuyển đến các quý vị đồng hương và nhất là các cử tri và cư dân trong thành phố Westminster đó, là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề và lên án và hỏi trực diện những người mà ủng hộ cái việc bãi nhiệm này và những nhân vật và hội đoàn tổ chức nào chống lại ba vị dân cử này, thì họ đang làm cái gì để mà gây một cái sự phải nói là tan hoang về phương diện tài chính cho thành phố và các người dân họ đi bầu cũng như là họ đóng thuế. Và vấn đề thứ gì nữa là chúng ta phải đặt lại cái vấn đề an bình và vận hội mới và an hòa trong ngay cộng đồng Việt Nam của chúng ta sau khi mà cái cuộc bầu cử chống bãi nhiệm đã thất bại, đã thành công về phía chống bãi nhiệm và đã thất bại về phía bãi nhiệm hơn một tháng vừa qua rồi, nhất là trong cái tình huống ngày hôm nay.
Như vậy là qua phần phân tách vừa rồi của luật sư đó, thì tính cho đến giờ phút này, phía nguyên đơn không có bất kỳ một cái chứng cứ nào có thể đưa vụ kiện này để có thể được chấp nhận bởi các tòa án nếu họ thụ lý. Vậy thì sau khi mà nếu mà bản án này nếu như được là không được chấp nhận từ tòa án đó thì kể như xong. Nhưng mà nếu mà được chấp nhận đó thì phía bên thành phố, như hồi nãy là luật sư có nói, thành phố Westminster phải trả cái số tiền chi phí đối với vụ kiện này chứ không phải là từ túi cá nhân của các vị nghị viên bị kiện. Dạ, đều cả hai luôn, cả quận cũng phải trả những cái phải mướn luật sư, cũng như là thành phố phải mướn luật sư chuyên về vấn đề luật bầu cử để mà trực diện với cái đơn kiện này. Dù rằng cái đơn kiện này nó rất là phi lý, nhưng mà bao giờ mình cũng phải có cái sự hiện diện để mà mình có cái tiếng nói, thưa anh, và cái sự đại diện cho các thân chủ, dù rằng đó là các thành phố hoặc là các vị dân cử. Bởi vậy nên nó sẽ còn tốn tiền cho thành phố cũng như là cho quận, và đây là cái quỹ công của các người đóng thuế vào. Bởi vậy nên chúng tôi với tư cách là một cựu dân cử nhiều năm, mà chúng tôi biết rằng đó là một trong những cái trách nhiệm rất là linh thiêng và cao cả của một vị dân cử, đó là bao giờ họ cũng muốn bảo vệ cái quyền đóng thuế, cái quyền dùng tiền thuế của người dân. Và chúng tôi biết rằng đó là các vị dân cử, và đây là cũng là đúng thôi, các vị dân cử trong thành phố Westminster họ rất là bất bình về cái chuyện này, nhưng mà đáng tiếc là họ vẫn phải đối diện và trực diện về cái việc này, dù rằng cái đơn kiện này nó rất là vô lý và nó phi lý, và chắc chắn chúng tôi ít khi nào mà cam đoan như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái vụ kiện này nó sẽ thất bại, và nó sẽ thất bại một cách rất là nhanh chóng, thưa anh. Như vậy thì đến đây mình có thể đưa đến một cái kết luận là tất cả những cái nỗ lực hiện nay của cái phe mà yêu cầu bãi nhiệm và đưa cái nộp cái đơn kiện này có phải là những hành vi nhằm chống lại cộng đồng và tạo sự mất đoàn kết một cách trầm trọng hơn đối với cộng đồng người Việt của chúng ta tại khu vực Little Sài Gòn hay không? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý những cái lời mà anh Dũng vừa nói. Lý do mà chúng tôi đồng ý đó, thứ nhất đó là ngay sau cái ngày bầu cử vào 7 tháng 4, khi mà thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là các vị dân cử phó thị trưởng Kimberly Hồ và nghị viên Charlie Chí Nguyễn đã thắng và đã được giữ chức lại một cách rất là vẻ vang, và đã nhận được cái mệnh lệnh của các cử tri trong thành phố Westminster một cách rất là mãnh liệt và rõ ràng, thì thị trưởng Tạ Đức Chí cũng đã lên tiếng và nói rằng là chúng ta nên có một cái vận hội mới, và chúng tôi hứa với các cử tri và đồng hương là sẽ làm việc một cách tích cực hơn, kể cả với những người đã chống tôi, không ủng hộ tôi, chúng tôi cũng sẽ với một tay ra để mà làm việc với quý vị và nhờ cái sự ủng hộ của quý vị. Thì cái lời rất là ôn hòa, đúng theo cái tinh thần mã thượng trong những cái cuộc tranh cử và truyền thống của tại Hoa Kỳ, thưa anh Dũng và thưa quý vị, là sau khi mà chúng ta đã xong cái vấn đề campaign là tranh cử và đã có cái kết quả rồi, thì phía thua bao giờ cũng chúc mừng phía thắng, và ngược lại phía thắng cũng bao giờ đưa tay ra để mà nói đây là một cái chương mới để mà hai bên làm việc lại với nhau để xây dựng cho cái sự tốt chung cho thành phố cũng như là cho cộng đồng. Nhưng mà ngược lại đó là phía thua thì chúng ta thấy khá rõ, phía thất bại họ rất là cay cú, họ rất là bực dọc, và họ tìm cách để mà gây hoang mang và vô hiệu hóa cái tiếng nói của các cử tri và người dân trong thành phố Westminster qua những cái lời đồn đãi vô căn cứ và rất là vô trách nhiệm trong những ngày và tuần vừa qua, rồi trải qua những cái thủ tục mà chúng tôi biết rằng đó là chỉ đã tốn cả mấy trăm ngàn Mỹ kim, rồi về luật sư phí cũng như là chi phí trả cho các nhân viên của văn phòng kinh doanh bầu cử mà không tìm ra gì hết, chỉ kéo dài và gây thêm hoang mang và gây cái sự bất ổn cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là thành phố Westminster, thưa anh. Bởi vậy nên cái việc này cần phải chấm dứt, chúng tôi nói là cần phải chấm dứt, và cộng đồng chúng ta cần phải lên tiếng và lên án cái việc này, bởi vì chúng tôi thấy đây không phải là một cái hành động xây dựng hoặc là tích cực cho cộng đồng Việt Nam cũng như là cho thành phố Westminster.
Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn rất là nhiều đã đưa ra một cái sự phân tích rất là chi tiết mà chúng tôi xin phép được thay mặt cho các cử tri thành phố Westminster và cộng đồng người Việt của chúng ta tại khu vực Little Sài Gòn. Trân trọng cảm ơn luật sư, và chắc chắn rồi nếu mà có thêm chi tiết gì mới thì xin luật sư cũng vui lòng chia sẻ thêm cho tất cả các khán giả đang mong mỏi với những cái chi tiết mới đang trong những ngày sắp tới. Dạ, một lần nữa chúng tôi cảm ơn anh Dũng và xin kính chào toàn thể quý vị tại Vietface TV. Cảm ơn luật sư một lần nữa và chúc luật sư thật là nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.